hello, chúng ta quay trở lại với trò đấu tùng và đến với một dự án đường trên của Sơ Trâm Mừng ngày hôm nay sẽ là bình luận đánh đồng anh em nha. Sơ Trâm Mừng sẽ có một dự án ranh đồng và phải bốn Vietnam và cùng xem Sơ Trâm Mừng sẽ có một game đấu đánh đồng bốn Vietnam như thế nào nào. Let's go. Ok, một trận đấu diễn ra ở một lobby full rank đồng anh em nhé à, Nên là trận này xem chi chi cho vui thôi Nhưng mà trận này cũng không hề dễ với việc là phải 4 vs 5 Ngọc Thái hợp cho anh em tham khảo con Darius của Sotomon kèo đấu gặp một con Nasus đi top Nó sẽ là chinh phục đắc thắng huyền thoại khá ứng vào trận cuối cùng Bằng phụ lấy uh, ngọn gió thứ hai cùng với lan tràn tốc đánh sang thêm và khá hứng ha À hôm nay thì đổi gió chi chi uh, du đấu rank đồng ha Tốc biến cùng với tốc hành phía bên kia thì là một con Nasus đánh cũng bằng tốc biến tốc hành và bước chân thần tốc lúc bi mười uh, player đều là ranh đồng quá tuyệt vời bữa giờ đang hơi thiếu án ranh đồng thì tự nhiên có một uh, án ranh đồng của sao Vương vì là ranh đồng nên là chúng ta sẽ không nói nhiều về việc là xử lý kỹ năng cá nhân thôi anh em nhé sẽ cùng xem xem là các player người ta xử lý như thế nào thôi xử lý kiểu uh, ngây thơ như thế nào thôi anh em <laughs> đi tốt với cả một con nây sớt thì kéo hay là kéo khó anh em ạ Kèo là một kèo hoàn toàn chất tứ nhỉnh hơn dành cho Sancho Mừng và cấp độ một đồng đội đi đánh nhau mất chiến công đầu và tay con này phía bên kia rồi. Chiến công đầu dành cho đường trên đối phương. Để xem xem là với chiến công đầu thì Nasser sẽ thiện khả năng đi đường như thế nào anh em nhé. Cũng chưa biết là có mất spell gì hay không. Mình đã từng làm cho anh em rất là nhiều những game đấu ở ranh đồng của Sancho Mừng rồi. Có những game cực kỳ khó vì ranh đồng thì chúng ta không thể nào trách đồng đội đánh ngu được đồng, <laughs> đồng đội lỡ mà đánh có gà quá thì cũng phải chấp nhận câu chuyện ở đây là họ ranh đồng chúng ta không thể đòi hỏi họ đánh quá hay được nó tất nhiên là với một người chơi uh, trình thách đấu như sao cho mừng thì bắt buộc phải gánh tim thôi đồng đội có fit một tí thì cũng phải gánh tim thôi anh em không không phàn nàn không cảm giảm được kèo này cấp một thì cứ chặn sau lính nó đấm anh em nhé Nâng W cấp một chặn 6 lính đấm này Còn... luôn Ép kinh nghiệm ban gần Để Đây ở này đây rồi Bạn có được cái công đầu xem bạn mua được cái gì nào Mua cái gì lên đánh thua đa rước thôi anh em ạ à. Không biết mất phép bổ trợ gì hay không nữa bạn mua thêm đầu viên hồng ngọc rồi bắt đầu là một tình huống đánh tay và lính đến từ lấy sớt vòng ra phía sau đến từ sau cho mừng sau đó thì đánh tay và đánh tay và sau đó tiếp tục đánh tay với w 4 stack rồi stack thứ năm lấy được năm stack cực kỳ dễ và sau đó thì lấy sẽ mất khoảng chừng nửa cây máu anh em nhé cấp độ một thì gần như là nơi nếu các bạn gặp những cao thủ nơi sớt người ta sẽ nâng e hoặc là nâng nâng e lính an toàn hoặc là người ta sẽ nâng w các bạn kiểu nơi muốn đón bao con gần là phải nâng w để đón bao con gần w thì nó được cái là làm chậm và làm chậm cả tốc độ di chuyển lẫn cả tốc đánh nữa nếu dao ở cấp độ một mà bị nơi lão hóa thì nó sẽ khó lấy năm stack hơn nhưng phải căn cái nhịp mà lính nó chuẩn bị chết thì các bạn mới bắt đầu chơi hít nha còn đây là một kèo mà đây cũng rất biết cách để có thể giữ máu Không chơi hít quá mạnh cùng với đa rớt của Sotomer Mặc dù bị dính 5 stack mà bấm bình lên thì nhìn máu vẫn đang ok Đánh tay W Q dìa Ok ba stack xương xương Tiếp tục đánh tay đúng là đối phương đã lão hóa ở level 2 Để lấy 5 stack là cực kỳ khó Thôi cứ cấu dìa bằng QW thôi anh em Sau đó thì ở cấp độ 3 Chuẩn bị có cấp độ 3 này anh em này Cấp độ 3 thì nếu mà không giết được đối phương thì kéo cái E để deny xe to được anh em nhé. Đánh tay kéo E, đánh tay W, Q, -Z. Thêm một đòn đánh tay nữa là chết. Đối phương flash chạy rồi. Đối phương flash chạy nhưng mà bị đốt cực kỳ đau. Đối phương có bước chân thần tốc và bốn stack đốt không chết thì sao cho sẽ tốc hành lên hay đi bộ vào W đây. Đi bộ lên tốc hành lên quy dìa quy dìa trượt tốc biến. <laughs> <laughs> đánh ranh đồng sao xử lý nhìn nó lượt thừa thế nhở kha dích nhảy lên nhưng mà không còn gì để có thể níu kéo con da của sao cả da của sao thì đang cố gắng reset cái way này kha dích này mất e đấm luôn bây giờ cấp độ 4 dành cho sao tân lính có vẻ là ổn rồi ha về thôi anh em ơi té thôi một pha lấy 4 stack ở cấp độ 3 cực kỳ tốt đến từ đa của sao trung bằng việc là đánh tay đánh tay xong thì bao giờ cái e nó cũng sẽ đủ tầm anh em nhé nếu đánh tay nếu mà nếu mà đã vào đủ tầm đánh tay của đa thì các bạn cứ đánh tay sau đó kéo e nó sẽ thêm được một stack nội tại đánh tay kéo e sau đó đánh tay w gì à là được 4 stack rồi nếu các bạn đánh tay WQ w gì mà. mà cái w gì các bạn cancel animation được á, thì nhiều khi lại còn với thêm một đòn đánh tay nữa lấy năm stack Nói cách lấy 5 stack của đá rứa thì mình đã làm rất là nhiều những giao án ở rank cao cho anh em xem rồi Rank này đánh chiêu chiêu ha Lấy được một mạng solo kill thì mất hai spell ạ Sau đó thì đợt lính được reset nó đang đẩy ngược trở lại Đường giữa thì Yasuo gãy rồi Bị lão hóa rồi WQ gì Sau đó tiếp tục đi bộ đánh tay kéo E được hay không đây kéo E được 4 stack rồi Tiếp tục đánh tay cho Miss mất đánh tay rồi Tiếp tục đánh tay và giữ cái W lại để WQ gì anh em ơi WQ gì dứt điểm Solo kill một kèo mềm anh em ạ một kèo mềm với chất tướng và cái cách lấy năm sách của đa thì các bạn thấy rồi cứ đi bộ sát người áp lực đối phương nếu đối phương giật về thì mình uh, có lợi thế chỉ số farm do đợt lính đó đợt lính mà nay nếu mà không dấn lên thì chắc chắn là mất farm chắc chắn là bị con đa của sao đóng băng cho tới khi mất hết kinh nghiệm thì thôi còn nếu dấn lên để mà con đa rước lấy năm sách thì cút cút luôn và cánh dưới bắt đầu fit rồi đó đường trên sao có hai mạng solo kill và cánh dưới nó bắt đầu fit hơi nhiều Đợt lính này thì Nasus có mặt nên là không ăn được khiên trụ với cả cũng không bị mất khiên trụ vào những đợt lính đâu. Về đó một cái bú gỗ ha. Bú gỗ của với giày thường là những cái trang bị cộng tốc độ di chuyển rất là tốt. Giúp cho Darius dễ dàng tiếp cận với Nasus phía bên kia là... hơn. Chính Hit và... and run nó cũng dễ hơn. Và tầm này cánh dưới là fit ờ... banh chành rồi. Ừ, ba xác rồi đoạn anh đoạn em đoạn ơi. Dừng mát thì đang farm đoạn rất đoạn chill. Mid Yasuo. À. Ờ. Được cái là ranh đồng bên Trung bà. Quốc người ta đánh Yasuo nhiều anh em ạ Y chang ranh đồng Việt Nam Còn cao top này thì xong rồi anh em nhé Nay sớt farm được tầm 50 Q, ờ, Tính ra cũng nhiều phết Mà đợt lính này đợt lính khó cho nay rồi Lại tiếp tục là đợt lính bị đóng băng rồi Đánh tay W gì à bị lão hóa Tiếp tục đánh tay sau đó thì kéo E được hay không Tiếp tục đánh tay sau đó kéo E lại Tiếp tục đánh tay có 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 chiêu cuối có chiêu cuối anh em có chiêu cuối anh em ơi thôi quy gì ăn cũng được. Ok ok ok. Phải là tôi đã tính nói là đợt lính này đợt lính chuẩn bị lên 6 cho sao cho mừng nếu mà thiếu đam thì dùng chu cuối dứt điểm luôn anh em nhé cứ lấy 5 stack là có mạng kha lên ở cấp độ 5 sao cho mừng quyết định giật về vì không còn e nữa tầm này biết cái e kha ha Điều rằng kha có dám nhảy lên hay không ba lần solo kill liên tục dành cho sao cho mừng một cú quy dìa thành công đến từ darius của sao cho mừng sau đó thì nhấp nhả kéo e nhưng mà kha còn e anh em ạ chừng nào mà kha dích mất cái e thì mình kéo e lại đấm luôn Kha'Zix di chuyển về và sau đó thì sao đang đi giữa hai trụ đối phương lấy năm stack từ Darius à nhầm từ từ ai đây? Đang cố gắng kéo e đánh tay quy dìa và sau đó tiếp tục đánh tay lấy năm stack từ con Kha'Zix, một mạng cho sao Mông rồi sau đó thì vẫn có chiêu cuối, đánh tay W chiêu cuối phát nữa, hai mạng. ok 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 ok. Một Mới chấm máu nhưng mà hồi máu từ đắc thắng vẫn đủ để sao có thể cân hai. Và vì là Kha'Zix cùng với Nasus đều ở cấp độ 5 nên là không có ai có đủ chiêu cuối để solo với con Darius cấp độ 6 cả. Mà chiêu cuối quả vừa rồi nó không dứt điểm ngay Kha Zik nhưng nó vẫn được reset anh em nhé Tức là sau khi các bạn chiêu cuối khoảng chừng nửa giây mà đối phương chết á Thì các bạn sẽ được reset chiêu cuối luôn Và vừa rồi thì với chiêu cuối được reset đã xử lý thêm được cái mạng của Nasus nữa 5-0 rồi Tầm này cánh dưới phí thoải mái đi anh em ơi Mấy khi đâu mà Mấy khi có top thách đấu xuống chơi <laughs> Boss lúc này thì Samira là cực kỳ yếu máu và cùng của Mizerat phía bên kia nó bốc thì thôi rồi. Còn tầm này là Kha'Zix với cả Nasus chắc đang chửi nhau rồi. Ván này thì mình không biết là lý do vì sao mà cái thằng Master Zina AFK anh em ạ. Đánh lên tí nữa đây là 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 Master Yi AFK rất là sớm đấy anh em nhé game mới thành game cực kỳ khó đúng luôn đấy. Ôi mít lại con solo kill ác với bạn. Nhưng mà đang bị Kha'Zix nó lùa rồi không biết có về được hay không. Còn món trang bị lớn của Darius thời điểm này thì mình nghĩ là các bạn nên lên kiểu chùy phản kích nó sẽ rất là ngon. Khi mà đánh những cái kèo kém cơ động. Còn uh, hoặc là các bạn có thể lên tam hợp cũng được. Đánh tay kéo e đánh tay WQ gì rồi, đánh tay sau đó thì năm stack. Đó, cách lấy năm stack. Cách lấy năm stack, đánh ranh đồng và hạc dữ vậy bro. Cho người ta chơi game với bro. Sau đó thì đánh tay WQ Đánh tay WQ Mạng Dominating dành cho Darius của Sotramon bị trụ bắn vẻ hơi thốn ha Máu yếu này nhiều khi lại bếp được Kha'Zix lên cũng ngon Tầm này máu mà Kha'Zix lên EQ hồi máu lại là outplay liền anh em nhé Chiều cuối cũng sắp có rồi Quyết định đến từ Sotramon sẽ là về nhà lấy cái chỉ phản kích ha Không biết là lý do gì mà hôm nay lại xuống ranh đồng du đấu thế này bot đã có một pha ganh đến từ master di nhưng mà di chưa kịp làm gì gi, thì đồng đội đã là... có được một là... tiếng đồ kêu rồi di có... có... đang bị kẻ ở cấp độ 5 và chưa lên được cấp độ 6 trong khi đó thì đường giữa yasu vẫn đang quẩy rất ác nhưng mà kha có mặt nó hơi khó Yasuo rồi đấng bị ganh nhưng mà vẫn flat về được lính e liên tục được bạn kha đang ở cánh trên Tầm này Khazik lên cánh trên là có đa rất là cân hai anh em nhé thì... thôi bỏ lấy sớt này, này thấy... đi gánh cánh dưới thì hay hơn Cho khả đó Master Yi quyết định lộ diện để đấy, ăn đấy. cho mình đó là Mày cái trụ đường dưới cùng với lại vị trí của Samira Đi rừng không farm gì hết ông, cái rừng trên còn nguyên không farm đi còn đi xuống bot làm gì kia Sau đó thì Zerath có mạng của Samira, Ơ, trôn à Yi vẫn đang cam ở khu vực đường dưới nhưng mà Brom đang gặp nguy hiểm kéo E đánh tay và sau đó đánh tay W quy rìa phản kích hay chăng đây quy rìa sau đó đi ra thôi phải này lấy được ba stack phản kích làm chậm nhẹ nhẹ đi bộ lên đánh tay w 5 stack quy rìa chu cuối giữ được năm stack rất là lâu đến từ darius của sochimon pha vừa rồi thì nayser đã để cho sochimon lấy năm stack quá dễ nên giật về chờ hết số nội tại của darius thì hãy dấn lên anh em nhé và Master gì vẫn đang AFK khu đường dưới ạ, vãi gì làm gì đây? Gì vẫn đang núp phía sau Caitlyn, kìa một pha ganh cực kỳ trì đến từ vị trí của Master Yi và Samira cùng với lại Brom đã ra rồi Thì lúc này Master tư Dí bắt đầu lòn ra phía sau đội hình đối phương Và bắt đầu chặt chém từ kỹ Alpha các kiểu Gì có solo kill Kathleen ạ Gì level 5 này gánh ác rồi này. này sớt tốc hành lên khu đường trên Và Sotomer không còn chu cuối nữa Bị trụ bắn cũng tương đối yếu máu rồi Mà con này sớt này không còn chu cuối để chơi đang tay đôi Với con Darius đang quá xanh như thế này một pha ganh rất có ý đồ đấy từ Master Yi với một tình huống gần như là AFK không đường dưới trong một khoảng thời gian cực kỳ dài vẫn có được mạng solo q cat lên phía bên kia và sau đó thì về farm tiếp còn cánh trên thì gần như là kha nó farm hết rồi dừng cánh trên tầm này đúng là còn cái nịt anh em ạ sâu cũng mất hết đúng rồi đúng còn sau chân thì đã có được tổng cộng là 7 mạng đúng không? Đúng không? xanh điên tầm này không biết là có muốn giải quyết luôn cái trụ đứng trên đối phương sớm để mà bắt đầu lăn cầu tuyết theo kiểu là xuống cánh dưới đi farm mạng hay là cướp rừng bùa xanh của con ma con 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 kha hay không kèo này phải là những người đánh nay sớt cực kỳ hay cực kỳ kinh nghiệm mới đánh được cái kèo với đa anh em ạ kèo khó ơi thể... ừ, nó dừng à, đang ăn rồng chiêu chiêu kha dịch vào rồi cứu 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 cái bot ơi cái bot ra cứu rừng cái vớt 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 mắt mát gì về cái gì đi rồi gì đã nằm xuống và có những dấu ping chấm hỏi liên tục đến từ các thành viên bên phía của team sochamon nhắm xuống khu đường dưới là rơm cùng với con samira làm cái gì không chịu giao giúp rồng gì cả mất cả rừng lẫn rồng rồi bắt đầu chat ôn chấm hỏi rồi, hỏi, 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 hỏi chat ôn chat đội thôi anh em ạ dừng với bot bắt đầu có dấu hiệu gọi là lục đục nội bộ rồi còn à, sao cho mong đường trên thì mình một phút có trụ ha huy tiếp tục bị solo kill bởi vị trí của yasuo đứng đánh hay thật sự khá rích xuống bot vét được cái mạng của brom luôn thôi xong rồi samira cũng bị két bắn hạ bot thế này là dừng nó chửi cho thúi đầu anh em à còn sao chưa để xem xử lý được cái mạng của con Nay này hay không vì cấp độ 10 thì uh, chiêu cuối chưa tối ưu sát thương đánh tay WQ gì à? Cấu gì à xương xương ha. Giữ cái e lại để solo solo nhịp 2. Kéo e đánh tay 4 stack rồi, 5 stack chiêu cuối luôn. Cực kỳ gọn gàng với một mạng solo kill và giữ được tương đối nhiều máu. Có luôn cấp độ 11 và bắt đầu đi farm rừng thôi. Nãy giờ là Kha'Zix nó cam xuống cánh dưới anh em nhé. Cam xuống cánh dưới đã chết cả rừng lẫn rồng lẫn cả bot luôn Nhưng cánh trên sao đã có được mạng thứ 8 Legendary Và sau đó thì farm hết rừng trên của Kha'Zix Và tầm này Kha'Zix lên đây thì cũng solo 1-1 một một luôn, luôn thoải mái anh em ơi không còn búa xanh nữa rồi Quyết định đi ăn cua Và sau đó thì hướng tới có thể, có thể là đợt lính khu đường trên Sau đó suy nghĩ đến câu chuyện di chuyển vào cướp con cóc của Khá dích, khá dích, xuống cánh dưới rồi anh em ơi, con cóc này còn ở đó thôi Nây lão hóa quăng rút lui về hướng khác Bị lão hóa và sau cho mừng quyết định đầu tư tốc hành luôn hay không, đi bộ mà thôi Đi bộ với chỉ phản kích và nây dày một Đánh tay và sau đó tiếp tục đi bộ đánh tay mà thôi Đánh tay liên tục, W làm chậm, tiếp tục đánh tay lấy stack thứ năm Q gì rồi. Sau đó thì nây quyết định đi farm lính rồi Tiếp tục lão hóa bỏ chạy đến từ nây mà chạy kiểu gì đây Đánh tay thôi cũng win Quá khổ dành cho nây rồi nhưng mà đường giữa thì đấng đã bị con Khazik nó ra nó Ganh mất một mạng và bot đổi mạng giữa Điều hai AD Hai support đấm nhau đi bạn, Brom thấy hồi chuối cuối rồi đấy Sao chưa vâng thì này quá chill rồi, về đóng cái gì đây Đấu hai chắc là cái Sterak ha ui bot Brom bị solo kill ạ Làm nhẹ cái Sterak hay là giáo thiên ly hay cái gì nhở Đồ hình đối phương ván này cực kỳ mỏng anh em ạ Và các bạn thấy là Master gì bắt đầu đứng trong bệ đá cổ rồi đây <laughs> này như dỗi tim hay sao anh em à Hình như bạn chạy lên rừng trên xong rồi bạn uh, không thấy bùa đỏ uh, bãi đá đâu bạn dỗi sao anh em ơi Sao chứ mà không biết là đã nhận ra vấn đề là rừng của mình đang áp trong việc đá cổ hay chưa nữa Vẫn đang chém gió rất chiêu <laughs> Kathleen ra tới mid rồi đứng ơi Thôi tập này Yasuo hơi khó rồi Brom đang chạy hết tốc lực ra khu đường giữa để cứu Yasuo với cái băng địa chấn nhưng mà Yasuo thấy hất tung đến từ Brom thì lại không chăn chối vào tôi thế này thì phổi bạn à <laughs> chết thuê <về> rồi <laughs> tôi ra tôi cứu bạn và bạn lại quay lưng bỏ <laughs> chạy thế kia <laughs> phổi bạn rồi Đứng chơi thế kỳ quá đã có những dấu ping rồi đã có những dấu ping vào đầu vị trí của Master Z rồi Z tập này đang gọi là AFK ai nói gì kệ số cho mình quyết định bấm b về làm cái gì đây nhở mua mua starak luôn hả mua bố búa... ơ bố tiến công ạ à. Darius rất tiến công à mới nhở cái gió này mới nhở xuống ranh đồng để test trang bị mới dành cho Darius xem xem là lối chơi búa tiến công cho Darius nó có ok hay không. Gì thì đang AFK và so, Cho một quyết định xuống dưới bot để ăn trụ uh, bot. Trụ top thì mới ăn được trụ một thôi anh em mà chưa ăn được trụ hai. Mà sao trong cái một số dưới bot này thì Samira đi đâu bây giờ? Samira Zamit và Yasuo đúng đúng lên top Ok đúng. Cho Yasuo lên top để Yasuo đi cùng đúng. với con này sớt đi anh em ơi Cho đứng một cái kèo với một con này sớt 1-8 thôi Còn cái trụ bot này thì nếu bot đối phương có hai người để đấm cả hai anh em nhé Tầm này bot đối phương kéo Kathleen Zerath xuống đấm cả hai luôn Nếu như có thêm hơi thì đấm cả ba đang cố gắng farm lính và lách kỹ năng đến từ đối phương rom lại bị kha dích ganh rồi may là có cái chỉ phản kích pha này lát hết con xe to một đối phương mất e rồi anh em đối phương kích tốc bỏ chạy tốc biến kéo e chơi luôn không nhở không có chỉ phản kích này quyết định của sao mừng là tiết kiệm phép bổ trợ lại liên tục bị hoay cấu rỉa và sau đó nhấp nhả liên tục nhưng mà chưa kéo e được chưa vào đủ tầm bị con hoay bốc mất nửa cây rồi hoay thấy sao cho đang ở trạng thái máu yếu và liệu rằng có kéo xuống hai ba người để ganh con Darius này cùng với đó là ăn con giống nguyên tố này hay không có, có rồi Kathleen tốc hành rồi sao chúng cũng tốc hành sau đó thì Kathleen liệu rằng có bắn lưới 90 hay tốc biến lên hay không đang bết đang bết cho đối phương e quy cái thứ lên đây anh em ơi Kathleen quyết định là không lao lên bằng một tình huống E hay là tốc biến gì cả chỉ là tốc hành đổi tốc hành thôi hút máu lại từ bại cóc với một cú quy tầm hơn 200 máu Hơi vẫn tiếp tục ở đây với cú giật xét tiếp tục quy hồi máu lại từ cóc và sau đó thì Kathleen vẫn còn ở đây khá dịch cánh trên, Zerat cánh trên và nơi sức cánh trên rồi anh em nhé, boss chỉ có hai người thôi. Nhưng con này tốc thốn quá, không kháng phép, giày thủy ngân có tí kháng phép thôi, không nhiều. Và bị con Huy nó tốc cực kỳ thốn rồi. Tiếp tục ăn một cú giật sét và sau đó thì Samira bơi thẳng vào đạp cháp, dính vòng xoáy tuyệt vọng, hút tất cả mọi thứ có thể và sau đó thì tung chiêu cuối lên bảng. Sau cho mừng thì quy gì ở The flash đánh tay chiêu cuối luôn ạ. À. Thôi phải này chiêu cuối để cái cho nó nhanh ha. Quy flat thì không giết được con huy Hơi tiếc là phải này không vét được hai mạng Với tình huống mất tới hai spell Chỉ để ăn hai mạng của Kathleen cùng với Con hơi phía bên kia mà thôi Mất cái khúc hai spell này là hơi phiền đấy anh em này Cái khúc của Darius không có spell này nó cực kỳ tù anh em nhé Họ à, lấy, săn, lấy, lấy trang bị bù lại thôi Di áp hẳn rồi đấy anh em ạ Di gần như là không có dấu hiệu reconnect rồi đấy Quyết định mua cái gì đây vẫn giữ lại cái máy quét và đang chém gió rất ác nhưng mà có vẻ chưa nhận ra là rừng đã AFK. áp ca rồng thì đã thái có thái. cho kha dích rồi chơi game đúng nãy đúng giờ không cảm thấy thiếu thiếu à. <laughs> tôi chơi mà tôi thấy thằng nào áp ca trong tim tôi cứ cảm giác game nó bị sai sai các bạn đây 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 gì 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 đã có đúng dấu đúng hiệu áp ca rồi đúng cái này đúng gọi đúng là dỗi tim rồi t -t 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 Đi rừng trong suy suốt khoảng thời gian ban đầu không ganh được cái len nào lại còn bị Khazix cướp rừng nữa Ganh được bot một mạng thì... Đấy Khazic làm gì đấy bạn Đánh tay sau đó kéo E nhưng mà bị đối phương E chạy mất rồi Lấy con bồ xanh kiếm tí mana đi để lẻ ha Đừng giữa Samira gãy rồi anh em ơi đó Team bắt đầu bắt đầu fit fit rồi đấy anh em ạ Sứ giả đừng giữa mất trụ hai luôn rồi này Về đép trụ hai luôn không Về đép trụ bao nhờ hay để lẻ nhờ nên cái bối tiến công không đi để lại được nhìn nó hơi tù ấy, anh em ạ nó đánh súng ranh này là phải phải Đó có những cái trận đá như thế này đá phải đá phải, đá phải đá có những cái trận bốn vết năm mà team fit fit như thế này thì nó game nó mới có cái để xem anh em ạ còn nếu như mà đánh rank này mà không có cái biến số bốn vết năm hay là team không fit fit một tí để xem nó lại chẳng có gì để xem ấy brom gãy đã rồi rồi, 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 rồi team fit quá fit luôn rồi phí một hồi tự nhiên thấy thua thua mạng rồi anh em ơi một cái giáp liệt sĩ ở đồ thứ ba có thêm chống chịu và có thêm tốc độ di chuyển để truy đuổi đối phương trong lúc mà không có tốc biến tốc hành pha này thì đấm bắt đầu lướt lướt lên cùng với samira rồi lốc đi bạn ơi e hất tung chăn chối hay không đây đối phương flash chạy rồi thì phải không có phép bổ trợ để tiếp cận đến từ darius của sochermung huy cùng với gerard đang poke cực kỳ ác con Huy này hơi đi mid anh em nhé Con Zerat support đó Caitlyn đang đúng 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 tạt này. cánh và Zerat bắt đầu rót chiêu cuối Cùng với Huy nó đúng 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 trưởng đúng chiêu đúng. tầm cả màn hình thế này Chơi kiểu gì Kha'Zix lao vào ăn mạng sau đó e ra cực kỳ chiêu rồi Không có spell bây giờ mấy hồi tốc hành Đang có lag like W của Zerat Bram đang lao lên à. nhưng mà bị mất máu nhiều quá rồi Đối phương đánh ở hai hướng khác nhau cực kỳ khó chịu Yasuo lao lên với cú lốc Một pha QR đến từ mừng nhưng mà chưa kịp R thì Yasuo đã ăn được mạng rồi E xịt, bram tung chiêu cuối xịt chạy bạn ơi kết bắn thối bạn ơi tôi hết e rồi bạn ơi uh, kha dích nhảy thẳng lên Quy Dìa đánh tay W chiêu cuối một mạng với 5 sách cho sao cho mừng có tốc hành đi bộ lên giữ 5 sách được hay không đây Quy Dìa giữ được 5 sách chiêu cuối luôn W ăn được thêm một mạng nhưng mất máu nhiều quá đắc thắng hồi máu lại kéo E đánh tay W sau đó thì Quy Dìa nhưng mà Yasu đã ăn được cái mạng này giỏi, <laughs> Tốt rồi <laughs> anh em ơi May là ván này gọi là ao đồ theo thời gian nên là mới có đủ khả năng chống chịu để mà đánh những cú như này đấy anh em ạ Đừng trên đây sớt bật cả chiêu cuối ăn trụ <cười> <cười> bạn cũng hơi vội rồi tính ra nãy giờ nãy sớt có được farm khá là nhiều đấy anh em ạ yasuo bị trụ bắn chết là sao không kìa lướt lướt hồi lướt vào trụ chết <laughs> à, đi cướp rừng anh em ơi cố gắng cướp càng nhiều càng tốt trong lúc này thì cứ cướp thôi Samira thì đang ping là bắt con ấy nhưng để tôi ăn xong bùa xanh tôi lấy tí mana đó bạn Các bạn cứ dấn lên đi, các bạn cứ dấn lên dí nó đừng cho nó về Xong rồi tôi ăn xong bùa xanh tôi ra Hoa soi sáng, sáng bắt nơi sớt không nhỉ? Không được rồi, nơi sớt đã về rồi. Đồng... Ô oh, chưa 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 nơi sớt chưa về. Nơi sớt ăn xong trụ 2 và đang bị kẹt lại và không về được. Samira kích hoàng một lên xạ và sao cho nó vẫn bú ké kịp. EWQ gì và nhường mạng cho Samira. 2k7 rồi, giàu rồi. 2k7 chắc là đủ một cái khiên băng Randuin ha. Không biết là có muốn lên đồ kiểu đồ tanh hay không hay là muốn lên đồ đam đây. Như vậy là giáp thiên nhiên à. Giáp thiên nhiên lấy thêm một tí kháng phép vì đội hình đối phương đang có Jarad cùng với một con huy pok khá là khó chịu và cần một đồ xuyên à nhầm một đồ kháng phép lớn đấy, anh em nhé. Kathleen đang đẩy cực kỳ cao khu vực dưới này xuống bắt anh em ơi. Mà Kathleen này nó có khả năng còn tốc hành đấy anh em ạ. Bắn lưới 90 trượt đi bộ lên và sau đó thì phản kích trượt đến từ sau chơi mừng rồi kéo e đánh tay sau đó đánh tay đứt lưu gì à? mày đi năm sách và chết rồi không cần chiêu cuối anh em nhé. 13 không dành cho Darius của Sancho Măng chưa phải nằm số bất kỳ một lần nào cho khi nó đứng lại bị con Kha'Zix nó gạt ở đâu rồi. Cấp độ 15 thì nên tiết kiệm chưa cuối anh em nhé. Tầm cấp độ 16 thì cứ dập thoải mái. Miễn là, là chưa cuối dứt điểm là được. Đội hình đối phương thực ra đội hình rất là mỏng ở cái ván này. Nên là chưa cuối với hai trang bị cộng sát thương đó là bố tiến công cùng với một cái chùy phản kích là ok rồi Điều anh em ơi xong waybot quyết định về lấy một cái giáp thiên nhiên và sau đó lên Death baron thôi mà đối phương không ăn baron fan này nên là sao chúng lại phải chạy xuống rồng rồi nếu pha này mà đối phương đang ép baron cánh trên là phải chạy lên lên anh em nhé kể cả không giữ được baron thì cũng phải lên để mà vét mạng hay gì đấy nhưng mà dừng afk này ăn ăn, 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 mục tiêu kiểu gì nhở dừng afk này rất dễ bị outsmile và không có trừng phạt để cạnh tranh ấy Tầm này đừng cánh lên đấy sớt cái bật chu cuối nó farm <laughs> Farm gọi farm hết sức bình sinh luôn và đừng giữa thì gãy Samira rồi Sao chúng nó sẽ đi bộ lên nây đang cố gắng farm nốt con xe to uh, Farm nốt con xe to bật chu cuối lên đến từ nây đánh tay W và sau đó thì kéo E nhưng đối phương flat chạy với cái tốc hành uh, Không dí được rồi uh, Có Brom, có Brom làm cho nó cái bạn, làm cho nó cái bạn Ờ uh, Đánh tay W quy gì à? đó là 3 stack rồi, 4 stack rồi này Cố gắng lấy 5 stack từ Darius để dập tuyến sau ha vòng xoáy tuyệt vọng đưa ra nơi sớt mất máu khá là nhiều rồi N nó nhảy thẳng vào đến từ Kha'Zix ở à quy rìa một mạng hai mạng ba mạng sau đó sẽ là quy rìa chiêu cuối ơi quy rìa xịt rồi bị phia và không tiếp cận được khi không còn tốc hành nữa vẫn đang tiếp tục dẫn lên với tốc độ di chuyển cực kỳ cao đến từ giáp thiên nhiên cùng với cái giáp liệt sĩ e đánh tay w quy rìa chiêu cuối mày đi cấp 16 sáu dập thoải mái thôi nghe bốn mạng liên tục Kha'Zix thấy có đa năm sách mà dám e vào e vào ra hộ nó à, định ăn rồng đây anh em ơi Kathleen tầm này đang ở cánh trên và chắc chắn là đối phương sẽ không ăn được Baron Với mấy quả vừa rồi nhìn đội hình đối phương vừa mỏng mà Chắc là chỉ có con đấy rất nó tanh được thôi anh em ạ Nhưng mà căn bản là sát thương chuẩn từ máy chén nó xuất cấp độ 13 với hai đồ nó tầm K3 rồi Thì cái cả đấy xuất chịu không nổi Mà nhìn cú quy gì vừa rồi nó trúng toàn bộ đội hình đối phương xong rồi dập chiêu cuối từng thằng nhìn mát mát thật sự Nào để xem xem là đồ thứ năm sẽ mua cái gì đây Chắc chắn là một đồ đam rồi với cái trường kiếm Ừ. một cái ấn thép chắc là lên kiểu vũ điệu ha lên vũ điệu giảm sát thương sốc và lấy thêm một tí giáp giáp thiên thần thì cũng được nhưng mà mình cảm giác không thích giáp thiên thần lắm vũ điệu đam nó vẫn phê hơn anh em ạ mười bảy không ba Master gì thì tập này là không có dấu hiệu kết nối lại. Ôi, Facecheck ạ, face Facecheck ạ, à, face à. kéo E đánh tay WQ gì à. Chiêu cuối một mạng và sau đó tiếp tục dẫn lên với tốc độ di chuyển cực kỳ cao đến từ sao cho mừng quy gì được hay không quy gì thành công ly một mạng nữa một k ba sắp được chuẩn đấy anh em ạ mà chiều cuối cấp 16 sáu dập xong thì nó còn nguyên thoải mái luôn nhưng mà không có dừng nha ăn mấy con này mà có Khazik dích ở đấy nó <laughs> Kha dích ở đấy nó 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 trừng phạt là hơi phiền nha nhưng mà phải đánh thôi ép Baron để kéo đối phương ra PK anh em ạ Kiểu gì đối phương phải ra thôi Nhưng mà mình phải suy nghĩ câu chuyện mở người trở ra cả. như thế nào Còn nếu mà ăn Onin đối phương nhảy vào trừng phạt thì rất là phiền Đây là một pha này di chuyển ra lão hóa Và Brom đang bị mất tầm nửa cây rồi Kathleen có solo kill ạ à? Ờ? Uh, Yasuo đánh kiểu gì bị Kathleen solo kill không à? Băng trụ fail à sau chung băng thì vẫn đang dồn đam con Baron này nhưng mà rừng không có nên là bắt buộc phải suy nghĩ đến câu chuyện là cắm mắt lên phía trên, kéo E thành công đánh tay W Sau đó phản kích và Kha'Zix E chạy được, Kha'Zix mất E rồi Nhưng mà trong khoảng thời gian này team Xochumang liệu rằng có đủ đam để bớt hay không Kha'Zix có thể còn flat nha 2000 máu Ngắt đam, ngắt đam, ngắt đam cho nó E xuống, ngắt đam cho nó E xuống, giết nó trước anh em ơi một nghìn hai máu ạ hỏng cái hỏng ấy tôi, mất baron rồi cái một cú chiêu cuối năm sách cho sao cho mừng đó là 500 trăm đam tay đến từ đa của sao cho mừng hai mạng rồi Q, flat hay trang đây double kill Q, flat giữ năm sách lại chiêu cuối và sau đó là triple kill nhưng tôi bị Kha'Zix baron rồi anh em ạ không có dừng không có dừng và bị Kha'Zix KS và cũng không có đủ tầm nhìn để xem xem đối phương có muốn nhảy xuống hay không có được thêm 3 mạng nữa với 22 mạng dành cho cho Mừng sau 26 phút nhưng mà Kathleen cầm Baron thì đang đẩy khu đường dưới cho là banh trụ hai rồi. Cái ông Yasuo băng trụ kiểu gì mà để Kathleen nó giết ngược xong rồi mất trụ hai đường dưới đấy. Vũ điệu dược phẩm ha. Không biết là có muốn cân nhắc bán luôn cái búa tiến công đi không anh em nhỉ? Mình cảm giác là trang bị này trang bị này đánh team fight không ngon đấy. Đang đi nhà tàn lửa rất chịu ạ. 32 tàn lửa này mà con Darius này nó chết một phát thôi là nó nổ như pháo hoa luôn anh em nhé. Phần này thì Yasuo đang đứng rình, con Caitlyn đang móc cua rất ác, dựng tường gió sau đó thì tiếp cận. Caitlyn đang cố gắng hit and run với những cái trap đặt ra và lốc so tốc biến chạy đến từ Caitlyn rồi, Sau chúng mình sẽ chạy theo nhưng mà bị đối phương. Ê, đi đâu đây bạn ơi? Kéo E đánh tay W đối phương flash chạy rồi tiếp tục dí theo vì cái tốc độ di chuyển từ bộ trang bị của Darius là cực kỳ lớn nhưng mà đang bị thả diều. Uh, lính có Baron té thôi anh em ơi Đánh một hồi tiếp cận được là thấy mất trắng cây đấy Kha'Zix lại bắt chết được Samira đâu rồi Không có phép bổ trợ Nhìn con Darius này rất là tù Và đi bộ lên tiếp cận Zerat cùng với Kathleen Thì nó bắn ngược cũng thấm Mặc dù là full đồ rồi Cho khi đó thì Brom đang bị nây sớt lão hóa Và sau đó thì sau măng vòng ra phía sau Nây sớt lão hóa xong chạy rồi Thấy game này cứ khó khó ha Nhưng game bị lủng một người bao giờ Nó nhìn nó cũng sẽ khó khó kiểu này đấy anh em này đối phương cứ xé người ra đẩy ở cả ba đường xong rồi đánh cánh nào cũng bị lủng ấy kiểu lúc nào cũng bị thiếu một người đẹp pha này nơi chắc là có tầm nhìn rồi đang quăng rút lui đang farm quy không biết là bao nhiêu quy rồi đi đâu đây bạn ơi Brom bọc sau rồi quy dìa thành công đánh tay w ba stack bị lão hóa đánh tay được sách thứ tư và sau đó thì quy diệt lấy sách thứ năm chiều cuối sát thương chuẩn một nghìn tư sát thương chuẩn legendary với hai mươi ba mạng chưa chết mạng nào <laughs> Sau đó thì Yasu đang bị quay bởi ba thành viên đối phương và lên bảng điểm số luôn. Bram tầm này đang đi theo sau đi gọi đi kè kè một kè một luôn. Tốc hành còn đến từ sau đang chờ đối phương dẫn lên một nhịp sau đó thì kéo e được hay không? Kéo e xịt dính vòng xoáy tuyệt vọng và không tiếp cận được rồi, hỏng rồi. Samira đang bị con Xerath nó rót như rót nước vào đầu thế này thì không còn máu để teamfight nữa rồi. Bắt được Kha'Zix và <laughs> chết con Yasuo. Xerath với Huy đang cứ chơi chiêu nửa màn hình này sao chơi? khó tiếp cận thật sự về nhà sạc máu và lấy lại dược phẩm sau đó thì đi ra đép đật đẩy đối phương đang rất rát ở khu cánh dưới anh em nhé Đường dưới đang là một big way Đường giữa thì đang là một pha đẩy vào và cảm giác là brum không còn máu chơi game nữa rồi pha cố gắng dọn lính lách like cháp đến từ sau, sau đó tốc hành lao lên bị đối phương bắn lưới 90 lách choáng được sau đó thì brum mất máu hơi nhiều thì phải không sao bạn ơi kéo e đánh tay wq gì à Tính chiêu cuối lên năm sách thì không được Đạp nhầm cháp của Ketlin rồi Tiếp tục tốc hành theo Ketlin này Phản kích còn cố gắng quy Sau đó thì bị đối phương thả diều Vẫn đang tiếp tục tiếp cận với cái tốc hành sắp hết thời gian rồi Sau đó thì là một pha kéo e xịt à, Học hỏng 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 Té anh em ơi mất cái e này là Bị khá dịch với Ketlin đấm đầu nhá Còn có dòng lửa Còn có dòng lửa nhưng lại là cái câu chuyện mà Không có dừng anh em ạ rồi cứ định đi bắt khá dịch nhưng mà kéo e vào bùa đỏ mà thôi tiếp tục dấn lên cho Kha dích rút lui và sau đó thì ăn được con màu đỏ té thôi anh em ơi mất máu phải hơi nhiều kéo e đánh tay với stack thứ năm chăng e quy dìa đánh tay chiêu cuối 1 nghìn tư sắp chuẩn mất máu hơi nhiều w xuống và sau đó thì quy dìa hồi máu lại từ rồng với 600 máu vì đang ở năm stack nên là đam cực kỳ to và đam to thì quy dìa hồi máu cũng nhiều cố gắng hút máu lại từ con cua và sau đó thì samira đã gãy rồi bắt chết được rừng và tốp đối phương nhưng sau đó thì gãy ad và yasuo đứng dựng tường gió chọc quy chém tay liên tục giải phụ đam từ xa với chu cuối nhưng mà không cứu được ad sau cho bằng thì đang đạp cháp kép liên tục và vòng ra được phía sau con huê rồi vòng ra được phía sau con huê phía bên kia và liệu rằng đối phương có về được hay không tiếp tục quy hồi máu lại từ bãi người đá sau đó thì bị hoảng sợ và phản kích không làm chậm được tiếp tục quy hồi máu lại chạy tới chạy lui cái ngách này thì để xem xem là có bắt được con huê hay không bắt được rồi có vẻ là bắt được rồi kéo e thành công wq gì và bị fear, chưa tiếp cận được brom có cái r gì bạn ơi năm stack đang đốt thiếu đốt đến từ uh, brom nữa những stack nội tại đủ để sao cho vương có được cái mạng thứ 26 mươi sáu vãi game này ăn 26 mạng chưa chết mạng nào một mình có đau đấy này ăn mạng sắp bằng bên phía của đối phương rồi Nhưng mà game có vẻ vẫn đang khó Đối phương cứ xé người ra đẩy liên tục các đường và Sơn Trung đang phải quay như trong trong từ nãy đến bây giờ chạy oh, thông, thông. Thông <cười> thông. Thông <cười> Đánh ranh đồng mà vò đầu bứt tay như kiểu Má đánh cái đại cao thủ thách đấu thì chi chi nhưng mà đánh cái đồng thì, thì nó cứ hoàn toàn là vằn thật sự Vẫn chưa bán cái búa tiến công anh em à Nhìn game nó khó, khó kiểu gì ấy Hôm xuất tầm này chắc phải tầm 6-700 quy rồi anh em ơi đó con Nacer nó cứ đi đẩy thế anh em Nó cứ đẩy một đường như thế Kiểu gì cũng có một quay lính khó à Là lại câu chuyện Baron nữa này anh em này Lại cái câu chuyện Baron không có trừng phạt Không có trừng phạt mà phía bên kia nó ra nó cắm mắt được là phiền nha Nacert đang bị giữ chân lại mà Brom hết CC rồi Bị lão hóa xong là thấy Nacert phát luôn nữa. An toàn giữ rồi Ê con Huê này con Huy đi lang thang đấy Kéo E không đủ tầm rồi Đánh hạt thông sang đấm luôn không nhỉ đối phương đang dí lên và sau đó thì Brom mất máu phải hơi nhiều Brom dựng tối kiên cường đạp cháp rồi hết e rồi bạn ơi dính chiêu cuối đừng đứt vào đây cứu bốn năm thằng nó bù vào đấm bên phía bên, bên kia thì Kha'Zix đang bắt vào vị trí của Samira với cái bách phát bách trúng từ xa đến từ Kathleen nhưng mà chưa cần bách phát bách trúng thì Kha'Zix đã solo kill được Thổ Samira rồi hai đánh năm có thực sự là ổn hay không pha di chuyển tới từ sotomon để bọc cho con yasuo đứng giữa rút lui đối phương ôn mít rồi đối phương chuẩn bị đánh baron và sotomon sẽ phải làm gì đây pha này là darius full đồ cùng với tốc biến tốc hành còn nguyên anh em nhé mà đối phương ôn mít thì sao cân năm hơi khó ha tầm này phải có samira với cả brom nó cc phụ hoặc là nó hút dam cho anh em ơi bên kia đội hình cũng nhiều cc và tầm này bị lão hóa một cái thôi là thấy khó game luôn đấy cực kỳ khó để cân năm khi mà bị lão hóa và bị làm chậm cả tốc đánh lẫn tốc độ di chuyển mất mega luôn rồi đối phương đang trả chiêu để rút ra baron So cho mừng đang cố gắng đẩy nhanh đợt lính khu đứng giữa để di chuyển ra chung với đồng đội đồng đội lúc này đã có một con rom hồi sinh rồi nhưng mà samira thì đang trên đường đi ra hai spell sẵn sàng nhưng bây giờ dùng hai spell để bắt ai mới là vấn đề đã bị lão hóa rồi sau đó nay sớt quyết định bật chụp cuối đánh tay wq rìa tiếp tục đánh tay em và con nay lấy năm stack thành công sau đó thì sát thương chuẩn mày đi một nghìn ba sát thương chuẩn sau đó thì quy dìa như đối phương bỏ chạy w mạng thứ hai đã có rồi sau đó thì đi bộ lên với cái tốc hành để q dìa Q dìa vẫn trúng mạng thứ ba đã có dành cho sao cho và sau đó thì đánh hạt thông nổ xuống flat kéo e hay cái gì thôi quy dìa tiếp tục đưa ra những khazik e chạy được đối phương tốc biến chạy vì sao cho vẫn còn một tí thời gian để tốc hành và sau đó thì đối phương kích cả yumu các thứ bỏ chạy chung với ketlin bram liệu rằng có vòng ra được hay không đây vẫn đang tiếp tục di chuyển với tốc độ cực kỳ cao nhưng bị đối phương làm chậm bởi cái gai hư không rồi Brum tiếp cận và cho cũng đã tiếp cận quyết định băng trụ luôn rồi Tốc biến kéo EWQ và sau đó thì chiêu cuối Quá kêu không chính thức dành cho Mừng với tiếng đầu tư tốc biến của mình Phải tốc biến thôi anh em ạ Phải đảm bảo giết được Khazix thì mới ăn được con Baron này anh em nhé Bởi vì là không có không có trừng phạt Đợt mid này chắc là để Yasuo hồi sinh đét thôi anh em ơi Mà chắc là mất một trụ ha Yasuo đếm số tới 10 giây là nhiều khi mất một trụ đây anh em ạ Thiên vương trùy đường giữa và bot cũng mất trụ ba luôn rồi Vãi Nhà thấy hơi toang rồi đứng ơi. Đép đép cô đép cô đép cô đép cô May quá chưa mất trụ ở vậy là chính. Baron 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 Baron. Té anh em ơi. Ừ, May mắn kịp không được ra nó ra rót chiêu cuối nhìn cũng hơi ừ. <laughs> nhìn hơi hơi. Nhìn hơi ghê. Nhưng mà cái pha Baron này là sao cho mình đã phải đầu tư hai spell rồi anh em nhá. Nên là cái pha dòng lửa này không có spell nào để xử lý đâu nha mà mặc dù là xanh như thế này nhưng mà không chạm được vào người đối phương để điêu đam thì nghe nó cũng hơi khó khăn Này sẽ tiếp tục bám cánh để lẻ cực kỳ khó chịu luôn Chứ mừng tầm này còn farm làm cái gì nữa nhở chắc là farm bùa thôi chứ còn mấy bãi cóc này farm nó hoàn toàn vô nghĩa Di chuyển ra rồng và sau đó thì kiểm soát cua trước Này sớt tầm này có thể suy nghĩ đến câu chuyện bỏ rồng để đi farm khu vực đứng trên Xé người ra để có thể làm khó tìm sao cho mong đây nó chỉ để kha trừng phạt thôi mà nó chỉ để kha trừng phạt con rồng này thôi chứ cũng không muốn giao tranh nữa mày quá vẫn ăn được kha quyết định không xuống trong pha này sao cho mong sẽ về để đép cái tân tốp rồi đối phương lại còn không cho về nữa có ai đép ở nhà không bấm bê về nhanh anh em ơi baron may là có baron về được nhưng mà đối phương bật chu cuối phá trụ luôn rồi yasu về đến nơi thì trụ bảo vệ nhà lính khu vực trên đã không còn nên sẽ tiếp tục quy vào sau đó thì là một pha kéo e đánh tay wq gì rồi, rồi tiếp tục đánh tay đánh tay chiều cuối mày quá chưa mất cái mày gà đó là... yeah, bot samira đang bị kha dích cái dí này à. cúc cúc rồi ô dạ. oh, solo kill dành cho samira hay bạn ơi đỡ 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 pha này thì dí hơi khó Nghe mạng anh em bạn con huê thì nó có chiêu cái mặt khuôn mặt u ám nó cứ bị khó khó dí ấy đi bộ lên ăn một cái phía là cực kỳ khó tiếp cận luôn bắt chết được nay khu vực đường trên chưa mất mega bot thì samira vừa có một pha solo kill được Kha'Zix nhưng mà zerat vẫn đang tiếp tục ở lại khu vực đường dưới để áp lực vào mega bot sau chúng mình sẽ đánh hạ thông nổ tiếp cận thôi cái trụ ba này đối phương nhà rất là nhiều cháp sau chúng mình đang tanh trụ rồi đi bộ lên phản kích làm chậm kéo e đánh tay wq gì và sau đó đối phương flash chạy Yasuo xử lý cái mạng đi bạn ơi trụ bắn không có quá nhiều sát thương tại thời điểm này vì sao mình cũng có tầm hơn 200 giáp gỡ mega cái Yasuo số tốc biến chặt luôn Kathleen phải hơi cọc đến từ đấng rồi nhưng mà bị Kathleen bắn một pha headshot và lên bảng đếm số luôn bằng địa chấn đưa ra sao mình đạp cháp và quyết định là bỏ người chơi hỗ trợ để rút lui đến từ sao mình với cái bùa Baron về thôi tầm này mà sao mình chết là không thể sổ, win cả game được đâu anh em nhé tầm này có đa đứa này chết là mày chắc chắn là thua đi, game cái đấy cái nó đẩy mega vào là cút đó mày quá khá không cản được cú bấm bê về thực ra là cũng không à, sợ nó giết đâu nhưng mà sợ là sợ nó chơi nhây nó không cho mình về Giữ được cái tốc hành để đánh pha sau anh em ơi Không còn cái tốc biến Nhưng mà giữ được cái tốc hành này xử lý Đép tạm một cái tên này đã bây với Yasuo đang chết này thì Sojima phải đép thôi Samira đang farm khu đường dưới phải hơi cao bạn Kha'Zix tập này nó có thể có thêm sát thương hỗ trợ rất là tốt Đến từ chú cuối Kathleen Đang lấy 5 sách từ Nasus lấy, lấy được năm sách rồi này Nơi sớt là này nó bán mạng nó farm luôn rồi, nó tốc hành tốc biến các kiểu luôn ạ. À. Vãi ạ, à, tốc hành tìm kiếm Caitlyn, Caitlyn đang cố gắng phá nhà. Caitlyn đang cố gắng ăn một trụ bảo vệ nhà chính. Kéo e lại mà và... ừ, vẫn mất trụ ạ. À. Mega trên thì mất rồi, trụ nhà chính cũng mất rồi. Đi đến đâu là đối phương CC đến đó. Khó thật sự, đánh hạt thông được hay không đây WQ và sau đó thì phản kích kéo đánh tay kéo e cũng Samira ăn được mạng. 31 mạng chưa chết mạng nào nhưng mà nhìn đúng game đúng là cực kỳ khó khăn dành như team Sochermen còn tầm nửa cây máu dí lên là đối phương tốc ngược trở lại ê tin sao cho ván này có được tổng cộng là ba dòng lửa anh em nhé ba dòng lửa ừ, cho darius mà lấy được năm stack là đam không đó nhặt được 74 cái tàn lửa địa ngục ạ 74 cái tàn lửa này là hồi chiêu cũng tương đối anh em nhé và tầm này mà con darius này nó chết cái nó sẽ bung cái tàn lửa ra bố lùa xua hết cố gắng gỡ cái mega mít ha ôi này sắp làm gì kia kia <laughs> khó chịu thế nhở ừ. cái thằng đây sớt này cái thằng đây sớt ăn ba vega anh em à tầm này Yasuo ra ăn cái lão hóa xong là chọc quy không ra đam luôn á nhiều khi là bị nơi sớt sáu trăm quy nó chặt đi luôn đấy anh em ạ à. Nacer quyết định lùi lùi đi farm và đi bách đo mày chạy đi đâu có đánh tay w quy dìa fail rồi ba stack bốn stack năm stack kéo e quy dìa mày đi <laughs> nhìn mặt cọc ha ba mươi hai mạng và vì là ván này có rất là nhiều dòng lửa anh em nhé chiều cuối của đáo bây giờ tầm nghìn 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 bốn nghìn năm đam chuẩn luôn rồi ba mega nhà như cái sân bay anh em ạ một nay sớt khó chịu phết nơi sớt ranh đồng mà biết macro ác anh em ạ biết lợi thế hơn người nên nó đi macro bằng việc là bách đo các thứ chứ không phải là một ván đấu mà nó Stack chung hay là team file gì cả nó pha được tầm sáu trong quy thôi cũng không nhiều lắm Tầm này mà được thả ra farm tầm 39 phút này chắc phải tầm nghìn quy rồi chứ Nhường farm cho đồng đội, cho đồng đội lên đồ với chứ tầm này dư 5.000 tiền hơn rồi Chắc biết mua cái gì Đép <laughs> 3 mega gọi là ăn tà là văn luôn Đép lòi luôn anh em ơi Tha hồ farm luôn Không ấy có gì bạn gì bạn reconnect lại bạn farm <laughs> Đầu game bạn thọt quá ha. gặp ngay bạn gì bạn cái tôi hơi cao mỗi đường hai con thiên vương chùy vì mua cái búa tiến công thì không mua thêm cái kiểu đại mãng xà hay gì được anh em ạ giờ tập này về chỉ có thể <laughs> bán búa tiến công lên Starcraft đánh team phai rồi ba cái mega này là mất luôn linh hồn rồng với mất luôn baron sau đấy anh em nhé chịu rồi ừ. tầm này thì không có cách nào để mà di chuyển ra baron cả những mục tiêu này mặc định mất 3 mega này mà Cùng với Baron thì sao anh em ba mươi hai không tám ơi chưa chết mạng nào luôn ba mươi hai không tám này mà không win game nữa thì khóc ha <laughs> mất baron rồi Đứng dưới thì Nasus đang bị Yasuo cùng với Brom tấn công nhưng không biết là có gặp nguy hiểm hay không Quỳ tốt, quỳ tốt anh em ơi Bắt lấy nó, bắt lấy nó nhưng mà nó có vẻ hơi trâu, nó tầm này full đồ rồi hay sao anh em ạ à? Nó cứng thế nhờ, lốc Q3 sau đó thì e vào Nasus đánh hạt thông về được, vãi cả nồi ạ Bị fear bởi vị trí của Huy và sau đó Samira bị con Zerath rót cuối kìa Tôi che cho, tôi che cho bạn ơi, về bạn ơi mày quá nó mới là một con rồng lửa cho đối phương chứ chưa phải linh hồn rồng Huy giật xét trượt tốc hành sau đó thì kéo E đánh tay W Q Chiều cuối lấy năm stack và sau đó thì tiếp tục dí lên với tốc hành nhưng mà Q gì flat được không nhở Không được rồi không đủ tầm rồi mất cái tốc hành ăn được mỗi mạng support ạ sau đó thì Mega đứng trên đã vào tốc biến kéo e đánh tay W, Quy Dìa phản kích. Mày đi, không kịp dùng chu cuối thì Samira đã vét được cái mạng này rồi chết lẻ hai người đến từ bên phía của team một và team sochmon tạm thời vẫn đép được đối phương e flat nhìn cực kỳ căng flat quy xịt đến từ brom rồi sochmon cũng bị làm chậm và đang đứng kế bên con brom để tránh bị cô lập đi bộ lên với tốc độ chuyển đủ cao để kéo e đánh tay đất gì ở samira gì và flat lên đây ông flat lên làm gì đấy yasu đép được không ông ơi yasu đang một mình chiến đấu với các con thiên vương trùy ạ nhìn <laughs> nhìn khổ thế nhau để tôi để tôi phụ cho đấng một tay nào nhìn con yasu này solo với cái đám thiên vương trùy nhìn khổ quá Bắt được ba người nhưng không thể đẩy cao lên để mà end game lại được Thấy 3 Mega nó quá là khó chịu Mega top sắp hồi rồi anh ừ, em dáng dáng anh em ơi Giá anh em mà lấy cái vệ quân đi lên đường trên phan tiếp nào 33 mạng hạ gục Chưa chết một mạng nào Mega top hồi rồi anh em ơi đỡ 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 Đối phương cứ tiếp tục xé người ra Lấy những cái Mega này cũng khó ha Tầm này bước ra khỏi nhà là con ấy sớm bách đo liền luôn đấy anh em hai trụ nhà chính cũng không còn nữa rồi Ô uh, game càng thế nhờ Tiếp tục phải đi farm cánh thôi Tiếp tục phải đép nhưng mà Vì là mất hai spell rồi nó cũng khó anh em ạ à. Mất hai spell là cực kỳ khó để xử lý đối, đối, Brum giữa cái khiên gì kia Đừng có chết ông ơi, đừng có chết ông ơi Dáng đi cái tân sau là cái tân Không còn thiên vương trì đứng trên nữa rồi tên boss thì nó cũng chỉ còn hai con thiên vương trì thôi anh em ạ. Đây có hai con này thôi. Đứng đẩy cao thế đứng về đứng ơi. Đừng có chết lẻ tầm này mà chết lẻ một mạng của Yasuo là thấy nó no hốp luôn đấy. Yasuo đang uh, có vẻ là rút lui được còn Samira thì mất sát thiên thần bị con Ezreal nó chặt. Mất sát thiên thần rồi may quá là Mega không còn cái nào cả mày quá mày không còn bất kỳ một thiên vương trùy nào Yassu. cả sao chúng nó chạy Yassu. ra với hết tốc lực của mình rom yếu Yassu. lắm rồi đứng lại bỏ đồng đội tao ra kéo Yassu. e đánh tay w quy gì đánh tay và đối phương flash chạy chiêu cuối mày mày, mày chạy đi đâu triple kill cho yasu quét sạch rồi đẩy mid em được không đứng lên tiếng đúng lúc và sau đó thì team sao cho một quét sạch đối phương mà chỉ chết có samira mà thôi em được không nhờ đẩy mít lên end anh em ơi bot với cả tốt không còn mega nữa rồi bot không còn thiên vương trì nữa rồi và đối phương chỉ có một cái tp tới từ con nasus mà thôi nhưng mà tp lúc này thì nasus đang đếm số tới bốn mươi mấy giây bốn mươi mấy giây là đủ rồi end game thôi má phải là không có bất kỳ phép bổ trợ nào may là đứng lên tiếng đúng lúc thôi anh em ạ may là có đấng gánh phụ chứ không thì cút rồi rồi end game gg mười hai giây đếm số tới từ Caitlyn và zerat Nhanh anh em ơi, nhanh anh em ơi, còn một con lính nữa thôi. Lính tiếp theo đã tới kịp mày quá. Ui, 34 10 cây may mà vẫn win. Tưởng 4 đánh 5 dừng dỗi tim nó AFK tưởng thua nơi rồi đấy chứ. 30 ga với cả Baron nữa. <laughs> ok ok ok. <laughs> Phan tới ba mươi mấy mạng mới có thể win game ạ. Mà, mà vẫn lại không được chết mạng nào anh em nhé Mấy khúc cuối game mà con đang rất là chết là chỉ có thua game thôi Cố gắng giữ mạng để mà đép nhà Đép 3 mega cũng hơi oằn Nhưng mà vẫn có thể team phai được quả 4 đánh 5 Mặc dù là Samira thậm chí là có mất giác tinh thần trước cái pha đấy luôn nha Nhưng mà Yasuo vẫn quẩy được cú triple kill Và sau đó thì win game ngược đến từ t Xong game này là thấy cũng hơi gọi là hơi đầu mù tóc rối rồi đấy Cảm ơn anh em rất là nhiều với theo dõi một giáo án của Sao Với con bài Darius Một game đấu du đấu ranh đồng của Sao Với một game 4 Việt Nam cực kỳ khó khăn ha Hẹn gặp lại anh em và những giáo án khác anh em nha Bye bye